Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anh Phát Computer. Mình nói thật rằng cái đam mê build PC mà theo tông màu, mà đặc biệt là theo một tông màu cực kỳ đơn giản là màu trắng, thì đã ăn vào máu rồi, không thể nào mà thiếu đi được. Hôm trước thì mình đã có gửi đến cho anh em một video liên quan đến việc mình tham lắp sản phẩm này, và mình có lắp sản phẩm rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một chút và mình cũng chia sẻ một chút xoay quanh cái câu chuyện là xây dựng được một cấu hình hoàn chỉnh thì nó sẽ đến như thế nào. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái ý tưởng khởi nguồn đi. Nếu như anh em nào mà xem ở trên mạng ấy, anh em thường xuyên theo dõi những cái bên người ta build PC, thì anh em sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có hai kiểu. Một là chúng ta build PC đơn giản, và cái thứ hai là có rất nhiều đèn LED, đặc biệt là LED RGB cực kỳ nhiều luôn. Thì mình đã muốn xây dựng một cấu hình rồi, mình thích một cái sự đơn giản là có nhiều những cái sản phẩm mà trông vào anh em có thể thấy được là sự tinh tế. Tuy nhiên thì khi mà mình lắp những sản phẩm như vậy thì sẽ hợp nhất với việc là mình chụp ảnh và mình gửi đến cho anh em thôi. Còn khi mà chúng ta mà quay thì bắt buộc cần phải có đèn LED để có thể show ra được những cái sự sáng sủa của sản phẩm, nhìn nó phải gọi là tinh khiết. Thì ở đây mình đã có một cấu hình như vậy. Về mặt cơ bản, để mà xây dựng một cấu hình như thế thì chúng ta sẽ phải lựa chọn đến tất cả những linh kiện sao cho phù hợp nhất. Thì khó khăn nhất ở đây là một bộ nguồn. Thông thường với những bộ nguồn thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái dây nối dài để có thể đảm bảo được cái màu sắc của sản phẩm. Thì may quá thì mình đã có chọn được một bộ nguồn đến từ MSI, thì có cái sự đồng bộ về phần màu sắc. Tất nhiên thì anh em có thể mua dây nối dài bên ngoài. Tuy nhiên cái câu chuyện mua dây nối dài ở đây sẽ khá là khó đấy. Khó ở đây không phải là khó mua, mà là khó chọn sao phù hợp nhất. Đấy là anh em chưa gặp cái tình trạng nào mà bị cháy cái dây nối dài. Anh em có thể suy nghĩ là cũng chỉ là dây điện thôi, chúng ta cắm vào thì làm sao có thể cháy được. Thì đấy là anh em chưa biết được. Thì để mình chia sẻ một chút liên quan một cổng 8 pin này, thì hoàn toàn có thể cung cấp điện năng là khoảng 200W điện, thậm chí là hơn. Đây là 8 pin PCIe thôi đấy. Với dây 8 pin trên CPU thì có thể cung cấp khoảng chừng là 300W điện cơ. Thì mình sẽ nói mình loanh quanh khoảng chừng 200W thôi. Khi mình đã sử dụng hàng ngày, kiểu xem phim, lướt web thì không sao. Nhưng khi mà chúng ta chơi game với những cái tựa game mà đẩy 100% thì sử dụng những cái dây nối dài mà không chất lượng như vậy thì hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng như vậy. Và để có thể xử lý được những cái điều như thế, nếu anh em nào mà ngại mua dây nối dài, bảo là không biết mua, thì có thể sử dụng luôn những cái hệ thống dây đồng bộ sẵn này thì lắp vào cũng sẽ đẹp hơn. Tất nhiên là sẽ không đẹp bằng những cái dây nối dài được làm gọn gàng rồi, nhưng dù sao nó vẫn trông khá đồng bộ khi so với sản phẩm. Kể cả ở đây những cộng 24 pin thì dây có sẵn dùng cũng sẽ khá là tinh tế, bởi vì cái vỏ cây NZ-TH510 Inline thì sẽ có thêm một cái tấm chắn nữa để chúng ta có thể che dây, và vì thế anh em sẽ không nhìn thấy dây. Tuyệt vời đúng không? Tiếp theo nữa, liên quan đến VGA, một số những cái dòng sản phẩm VGA trên thị trường thì có tông màu trắng. Tuy nhiên chúng ta sẽ xuất hiện một yếu tố, thứ nhất là VGA quá dài, và cái thứ hai nữa là mức giá sản phẩm cao. Cái này thì khá là khó. Một số những cái dòng tiêu biểu, ví dụ như Holoframe, không thể bàn cãi được rồi, hiệu năng quá tốt, tuy nhiên giá sản phẩm cao và không phải lúc nào cũng sẵn ở trên thị trường. Và vì thế mình đã chuyển sang sử dụng một sản phẩm nó có mức chi phí đầu tư thấp hơn một chút. Thì đây là RTX 3060 đến từ Gigabyte phiên bản Vision. Thực ra là thuộc những năm gần đây thì mình không biết lý do vì sao mà các hãng đã bắt đầu chuyển sang sản xuất những cái sản phẩm mang cái tông màu trắng. Thì Acer thì cũng có, Gigabyte cũng có, thì Gigabyte nổi bật hơn thì với dòng Vision. Và một số anh em nào mà thích cạc mà trông kiểu nó dài dài hơn một chút, trông nó hầm hố, nó dày hơn một tí, thì có thể chuyển sang phiên bản iGame đến từ Colorful. Cái này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thôi. Thì với phiên bản này, ở đây LED RGB mình đã chuyển qua rồi, mình chuyển thành LED trắng luôn, thì trông cho nó đồng bộ sản phẩm. Sản phẩm trắng mà LED kiểu RGB sập xình các kiểu thì mình thấy nó hơi hài một chút. Tiếp theo nữa là liên quan đến tản nhiệt. Tản nhiệt thì trên thị trường có nhiều lắm, nhưng mà mình chọn mãi mới được một em NZXT. Mình hơi nhầm một chút, đáng lẽ ra là mình sử dụng một hệ thống tản nhiệt là RAT 280. Thì nhìn ở phần mặt trước, cánh quạt trông sẽ to hơn, hiệu năng tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì ở đây thì mình đã lấy cái phiên bản là 240, thì trông nó sẽ hơi nhỏ nhỏ một chút khi nhìn phần mặt trước. Còn khi nhìn vào mặt tổng thể bên trong là vẫn rất tốt. Dây đây vẫn là dây trắng. Hệ hiệu quả tản nhiệt thì vẫn có thể tản nhiệt được tốt thôi, bởi vì bên trong đây sử dụng là CPU Intel Core i7 12700F. Thì với mẫu CPU Intel Core i7 12700F thì tiêu thụ loanh quanh khoảng chừng là 150W đến 170W điện thôi. Và vì thế một cái tản nhiệt nước đến từ NZXT là tản nhiệt cực kỳ thoải mái. Thậm chí khi mà anh em chơi game nó chỉ loanh quanh khoảng chừng mấy chục watt điện thôi, không thể nào đạt được cái mức tối đa là 150 đến 170W. Thế nên mặc dù là
trông hình thức thì hơi buồn cười một tí nhưng hiệu quả là không thể bàn cãi. Tiếp theo nữa là cái mẫu main được mình sử dụng ở đây. Đây là mẫu main iGaming đến từ Asus thuộc dòng ROG Strix. Đầu tiên anh em sẽ nghĩ rằng là RAM tại sao mình không sử dụng luôn RAM trắng, thì đây là main sử dụng RAM DDR5. Mặc dù nghe cái dòng iGaming nghe là bình thường nhưng tông màu thì là tông màu trắng và RAM thì phải là RAM DDR5. Thì RAM DDR5 ở trên thị trường chưa có nhiều lắm, thì mình ở đây mình sử dụng một kit RAM đến từ Kingston. Và rất may RAM thì RAM đen và có LED, thì mình đã có điều chỉnh LED sang LED trắng để có thể đồng bộ, trông nó sẽ đẹp hơn đúng không? Còn về hai cánh quạt đây, về cánh quạt theo sẵn bộ H510 Eli thì sẽ là quạt đen bình thường, không hề có LED, chỉ duy nhất đằng trước là có hai quạt có LED thôi. Tuy nhiên thì hai cái quạt đấy nếu mà nói về LED của sản phẩm thì cũng là LED trắng, nhưng viền thì lại là, anh biết viền gì không? Viền đen. Thì mình thế mình mới thay sang cái sản phẩm như vậy. Thì anh quạt đây mình đã có lắp thêm để có thể đảm bảo được cái tính airflow tốt ở trong sản phẩm. Thì ở trong video test về cái hiệu năng của sản phẩm thì anh em cũng có thể thấy được rồi. Về mặt cơ bản khi mà sử dụng tải nước dành cho mẫu CPU gọi là dòng 12 của Intel không quá nóng, thì cái tản nhiệt cho CPU đã tốt rồi. VGA thì RTX 3060 thì cũng không phải mức VGA tiêu điện quá kinh khủng, bởi vì chỉ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin quá tiết kiệm điện để chúng ta có thể trải nghiệm. Thì về mặt tổng thể thì mình đánh giá chúng ta sẽ hướng đến cái sự đẹp, và cái mức giá của sản phẩm sẽ, nếu mà nói anh em nào mà quan tâm đến P trên P thì chúng ta sẽ phải sử dụng những sản phẩm kiểu sử dụng tản nhiệt khí này, bớt đi những LED RGB, bớt đi những cái sản phẩm có cái LED trắng, cái LED tinh tế này. Anh em nhìn từ RGB vẫn đắt tiền không, càng đơn giản thì càng đắt. Tất nhiên thì nếu anh em để mà trang trí trên những cái bàn của anh em này thì trông sẽ đẹp hơn. Còn về mức giá của từng linh kiện một mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em quan tâm có thể mang cái gấu hình đấy, cái mức giá đấy đến thẳng trực tiếp Anphat và bảo rằng muốn xây dựng một bộ PC giống hệt như này thì bên mình sẽ xây dựng dành cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Và nếu anh em nào mà có cái ý tưởng xây dựng một gấu hình full đen có được không nhỉ? Full đen thì mình nghĩ là cũng không, bởi vì lúc đấy trông sẽ khá tối, nhưng biết đâu có thể thử để dành cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.